Chào các bạn, trong cái video hôm nay thì EasyTech Class sẽ chia sẻ cùng các bạn cái cách để chuyển cái ngôn ngữ của trình duyệt Chrome từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì hiện tại các bạn thấy trình duyệt Chrome của EasyTech hiện tại đang là tiếng Anh các bạn thấy ở đây là tên là tiếng Anh, ví dụ như là Apps và trong phần Setting thì tất cả những cái menu item nó cũng là tiếng Anh và toàn bộ đều là tiếng Anh hết bây giờ làm thế nào để EasyTech có thể chuyển về tiếng Việt để cho nó gần gũi thì các bạn sẽ vào lại cái menu Setting sau đó trong cái ô tìm kiếm này các bạn gõ cái từ language là ngôn ngữ và các bạn lựa chọn cái option là manage language thì ở đây các bạn thấy hiện tại đang có hai ngôn ngữ mặc định khi mà các bạn cài đặt Chrome thứ nhất là ngôn ngữ tiếng Anh theo kiểu Mỹ English United States và tiếng Anh theo kiểu Anh thì các bạn sẽ add thêm cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình vô các bạn chọn Việt Nam Ok, sau khi đã add Vietnamese vào trong cái phần language thì các bạn sẽ chọn cái lựa chọn là Display Google Chrome in this language. Khi các bạn chọn lựa chọn này, Chrome sẽ sử dụng tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Và các bạn ấn Done. Các bạn sẽ đóng trình duyệt Chrome lại. Sau đó các bạn mở ra. Thì các bạn thấy bây giờ trình duyệt Chrome của các bạn đã được hiển thị bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Các bạn thấy cái chữ Apps lúc đầu bây giờ đã được chuyển sang từ là ứng dụng. Kể cả tên các sản phẩm của Google cũng đã được chuyển sang tiếng Việt. Và khi các bạn vào cái menu thì các bạn thấy là tất cả những cái tính năng ở đây đã được chuyển qua tiếng Việt rất là thuận tiện cho các bạn tuy nhiên các bạn lưu ý là cái việc mà các bạn chuyển cái ngôn ngữ của Chrome sang tiếng Việt nó không ảnh hưởng đến uh, YouTube mà khi các bạn vào kênh YouTube cái trang của các bạn sẽ vẫn là tiếng Anh thì các bạn thấy ví dụ EasyTech sẽ click vô kênh YouTube của EasyTech. thì các bạn thấy ở đây tất cả những cái uh, menu này nó cũng đều vẫn đang là tiếng Anh vậy làm thế nào để các bạn có thể chuyển cái kênh YouTube của các bạn uh, sang tiếng Việt thì từ YouTube các bạn cuộn xuống phía dưới cùng các bạn thấy nó có một cái mục nó gọi là language hiện tại bây giờ đang chọn là tiếng Anh thì các bạn có thể chọn chuyển sang là tiếng Việt và các bạn nhấn chọn tiếng Việt thì khi đó là cái kênh YouTube của các bạn sẽ được chuyển sang tiếng Việt rất là thuận lợi ở đây à, nếu mà các bạn muốn chuyển về tiếng Anh thì các bạn sẽ chọn lại về English và nó sẽ chuyển về tiếng Anh mà các bạn không cần thiết phải đóng và mở lại trình duyệt Chrome giống như là với cái ngôn ngữ của Chrome thì mình sẽ chuyển về tiếng Việt vậy bây giờ vì một lý do nào đấy các bạn lại muốn chuyển lại cái ngôn ngữ trình duyệt chrome của các bạn từ tiếng việt quay trở lại tiếng anh thì hoặc là sang một ngôn ngữ khác thì các bạn làm thế nào thì các bạn sẽ vào lại menu setting à, bây giờ nó sẽ thành là cài đặt các bạn kích vào cài đặt và trong cái ô tìm kiếm lúc đầu khi mà ngôn ngữ của nó là tiếng anh thì các bạn gõ chữ language bây giờ khi mà giao diện nó đã là tiếng việt rồi thì các bạn sẽ gõ từ ngôn ngữ và nó sẽ hiện lên cái trình quản lý ngôn ngữ và sau đó các bạn chọn tiếng anh và chọn hiển thị google chrome bằng ngôn ngữ này sau các bạn chọn hoàn tất và các bạn cũng cần phải đóng trình duyệt Chrome lại sau các bạn mở ra và bây giờ cái ngôn ngữ của trình duyệt Chrome các bạn đã quay trở về là tiếng Anh các bạn có thể thấy ở đây là apps và các cái menu item nó đã là tiếng Anh như vậy thì EasyTech vừa chia sẻ với các bạn một cái bí quyết nhỏ để các bạn có thể chuyển cái ngôn ngữ của trình duyệt Chrome của các bạn từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc là từ tiếng Anh về lại tiếng Việt và mình cũng chia sẻ cách làm thế nào để các bạn có thể chuyển được ngôn ngữ của cái kênh YouTube của các bạn cảm ơn các bạn đã ghé thăm